không? Dám chỉnh như tao quậy quá, quá tao không dám chỉnh luôn á. Cái đầu anh sao cái này? Ê, cái thứ ba. Đâu em đá cái này không? Anh chưa thưởng ơi, anh Khang nó xấu chưa thưởng kìa. Nó xấu gì cái thiệt gì đã dứt dứt tụi đó. Không còn cái giờ nha hết được. Ủa cái đó trái banh em mà không? Ok. Biết phải làm gì đó. Biết chuyện nhé. Mà biết quay thì quay, không biết thôi. Thấy nó trúng cái banh đỡ cho bạn cho họ. Rồi, anh né trước á. Hả? Vậy là anh xài đồ của tụi em là cùng bản chứ. Vậy sao tụi em chưa đụng bọn này đó? Ồ, mấy thằng này được xem cho anh em gì? No. Hai thằng được xem đó. No. Thằng khác. Mấy thằng này mà cũng cao rồi, cao. Có biết đá rồi. Mấy thằng này biết đá hết mà, chỉ có thằng Nguyễn không biết tên gì quên người ta chứ không phải chơi nó giao đá được vậy. Má thằng đó nó cũng đá dở hơn ông Thường đấy, bà mà ông Thường nó đá là dở thì thằng đó nó cũng dở ông Thường đấy. Sửa đèn rồi sao đèn phải sao kìa, phải sao kìa, phải sao kìa. Ủa chị phải rồi nó đang yếu ha, đi nhỏ thôi. Đang không sung nhỉ? Ừ, đúng rồi. Ghê, ghê, ghê. Anh thấy mày kia ghê đó. Đô, chị ơi, chị trai, chị trao lông bên. Lấy cho sợ cái mít coi. Vô, chị ơi. Ăn bèo. Trao lông bên. Sao này giờ mới lên? Hậu quyết đi. Đâu. Ủa em đâu chân hả? Đâu đứng, đứng đâu vậy? Đò má, nó xấu ghê lắm. Lờ, nó đã xấu tưởng lắm. Giao được, không biết đâu có từ đéo đâu mà được. Giao được. Lâu rồi cái đá lâu. Lâu rồi cũng đá luôn. À, gôn bắt mấy trái hay thật. Má nó phản xạ mấy trái, má tuyệt vời luôn. Nó lẹ mà nó khô anh hiểu không? Ý là nó làm chủ được với không thành á. Nhưng mà thằng em nó thì vừa biết chụp vừa biết đá. Thằng em nó nữa hả? Có thằng em nữa. Có thằng em đó. Thằng đó cũng là một cây hài nhân dân á. Anh ăn là anh cũng múa ghê lắm. Gôn mình á. Hưng được. Hưng bây giờ tập thứ 3 bây giờ sức lên đây chứ. Má tao lại. Biết đá thì đá, không biết thì về bà đi Giao ơi. Má làm bất đội hình quá. Bỏ nó cười chết. Chụp gốc ngoài. Chạy gốc ngoài. Sao bỏ áo vô rồi bận vậy nhà áo chúng người ta làm sao? Mặc áo vô khác. Thay áo đi em. Ai vô trước đi, ai vô trước đi. Tài ơi, Tài. Anh Tài đá cánh á, Tài ơi. Mấy người này mà muốn vô gô này cái hình. Lớn Tài, lớn Tài, lớn đây. Có đối diện nó thôi. Đúng rồi. Má canh nốn Tài đây. Tại trên quán á. Anh em đá đi, thua cho Vinh Quang nha, đừng có xui xụi nha. Ủa lát nữa đi vô tôi làm bàn cho coi nè. Hay quá. Cánh. Ấy đục. Những cái thằng đó, cái thằng chụp đẹp phải không? Nó rà đó, nó hết sức, nó đá thì chết đó. Không, nói chung nó thấy mình yếu thì nó còn đá từ từ. Alo, chưa đâu, tao mệt chứ nha. Anh Thang hiểu không? Chứ nếu mà mình hay là nó quét mình từ đầu luôn. Đúng anh Giao? Đá nhẹ với nó nương với mình chứ. Chứ vô bố lá. Bố lá
lao vô liêu là nó đổ nó giết mình luôn á. Sâu hơn, sâu hơn. Tiến kìa. Dạ ra, dạ ra, dạ ra. Chả hết nói. Đá rồi. Từ chiều tới giờ đó. Trời ơi, lâu đá thì đâu có sức đá một trận. Thọ nhẹ vô cân. Sorry. Đúng quá, có cái đồng này nó mệt à. Chó sử lẹ lắm. Khang đứng lên Khang, cái thằng đó đó lẹ lắm á. Dễ đi. Nó xuống cho banh chủ thì chứ. Dạ hết nội luôn. Má thằng step mình nó đạp vô cái chân cái. Ốc. Đạp nó lại, canh đạp nó lại. Mai nào quấn lộn luôn. Đủ nó đạp mình không sao, đạp nó đụng má nó. Nhìn bạn trai chú Thọ tình ghê. Càng ngồi ghế bên kia. Nó dậy đủ, tôi mua phải tỉnh. Đánh trẻ, vô đi, số 15 lắm em. Trời ơi. Thôi vô đi. Vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Vô đi, vô đi. Nghe chú Quang, nốt phải là, đá không vô phải là lên. Chẳng nhỏ đâu, làm cái nhỏ đâu. Cái đồ. Về đi, không sao đó, không sao đó. Nó suốt. Mày suốt đời ba đời mà chưa vô nữa. Mày suốt cả đó ba đời mà chưa vô. Tiếng mệt sức này nhanh tí nha. Thằng Hoàng đá và mai còn vô ngay chỗ đó chứ mày đá thằng con này này là không bao giờ vô. Chừng đâu. Tiếp. Hay ta. Rồi, giữa đây,
đổ rồi kia rồi nó bây sợ nó đưa rồi quất à. Stop tiếng đi. Stop tiếng cho mình xanh ra đi. You ready? Nó ready từ trận trước à. Run, run Faisal. Yeah. Tiếng không chưa tiếng. Để lát lên bắt cánh cho. Ai đi phan? Hả? Ai đi phan? Trời ơi. Tiếng với lại Khang rồi Bảo Thành đó. Đúng rồi, bỏ chọn nó rồi đi bắn sốc rồi. Nó bắn quá. Để em lên em đá cánh cho. Rồi Bảo Thành đó hả? Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Em bơi, em bơi. Quay. Yeah. Anh bò áo xanh, áo xanh, áo xanh. Đó phải vậy, đủ vậy phải vậy. Đưa đi. Em bò ai vậy? Em bò áo xanh kìa. Em bò ai vậy? Áo xanh á. Bên mình nè. Sao la vô tay kìa vậy? Thì nó như thằng quay mở. Anh Tài tưởng nó áo xanh kìa. Đó áo xanh đây nè. Cái này không phải bò nào đâu. Mình chơi fair play, nó chơi fair play với mình. Mới gặp đậu quá sao Stephen đi về nó lại lăn lên toàn đạp à. Nãy nó nãy tại đó. Ok. Đạp anh chứ nào? Chứ phải. Ôi. Nó cao quá. Hai cô này gan ngửa nhau á. Đạp anh chứ phải đúng không? Ừ. Lấy mời nó sút tiền giữa mẹ. Nó nhịn ăn nguyên ngày mà nó sút vậy đó. Nó nói hả? Đang lễ của tụi nó mà đâu được ăn đâu. Hả? Đang lễ tụi nó mà đâu được ăn đâu. Ồ vậy hả? Là nó không ăn gì luôn. Từ cái trời xa mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn. Sáng đéo, sáng đéo, sáng đéo. Uống nước rồi. Tới tối nó mới được ăn. Sáng đéo, sáng đéo. Xuống đi. Ai sớm không? Ai? Kiều Huân kìa. Hả? Kiều Huân kìa. Đủ mà nó lì lắm. Đủ mà kêu nó không có ra đâu. Chứ tôi giờ tôi ra hết hơi. One more. Sắp thôi. One more time. Thôi để cho nó đá đi. Thôi vô đá đi. Đá đi, nghiện vô đá đi. Thỏ đá anh giống cơ con. 2 phút, 2 phút. Ừ. 5 phút luôn. Má nó sắp vận, sắp nguyên đội hình luôn à. Khá đủ. Thôi nó coi, gì nó đông vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Nó đi đánh giặc rồi. Đó. Anh em đã đông như quân nguyên rồi không nghe hả? Đầu quân nguyên cái bằng việc. Quân Việt 10 người mà đó 20 cái mỏ lần à. Đó, rồi. Đu! Đu! Ủa? Tôi tưởng áo xanh đâu. Áo xanh nào? Mà tối nào áo xanh mà vậy? Anh nhá cái chân lên á. Ôi trời. Thịt đó. Không có đau rồi, không có đau. Giống như rong nữa, cái đau. Chúng xương có thể đau chứ, chúng thịt đâu có đau. Tỏ vô hết chỗ, tỏ hết chỗ, tỏ. Thưởng chứ, thưởng, 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 thưởng. Quá tao làm bạn rồi. Ủa, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Ủa, chạy vô cái bờ chạy ra lại không? Chạy ra lại nha. Quá. Chạy vô, chạy vô. Đúng rồi, đúng rồi, trái đó xuất vậy là được rồi. Sức mạnh quá, thằng môn đỡ văng ra lại nữa. Cãi nữa, cãi nữa, cãi không? Cái cục dọc lắc đầu. Gặp chưa cho phép. Chơi 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 chơi.
Từ điều đó cái gì vậy? Rồi giờ vai số được nước chút biết luôn mình. Lấy banh rồi, lấy rồi, cả tí rồi đổ nó chút rồi. Giúp quá đó, anh có bạn chút, có bạn chút. Rồi, rồi. Nó mỏng manh. Trời trời trời. Nice. Đổ quân đi. Cái tay dài. Quá đá dở mà nó nói chuyện nhiều quá men. Cái thằng mà cái tay nó dài được chứ. Năm gì năm chó vậy. Quá cái thằng có xanh xanh kia quá là đứng cái biểu đụng cái gôn luôn rồi. Đây thằng đó là vô lì mà. Sao phải vô nữa? Má thằng chó nói chuyện già luôn á. Dậy. Ta. Về cái đây, về nha. Bạn nhậu. Trời đau. Bạn nhậu. Bữa nào nhậu nó xịn vợ chồng. Nhậu nào... hoài vậy. Giết. Đòi giết cô giết nổi đâu sư phụ em á. Dám gì mà dám mà nhậu xịn. Không có cửa. Nó kêu về kìa. Ngon ngon lại nó kêu về. Hey 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 hey. Cười chết. Yeah man. Yeah, you have to talk more. Keep over. Go keeper. Goalie, talk, talk. Nè nè thằng áo xanh nè, áo xanh nè, áo xanh nè. Nó nãy giờ chúng công thành hai lần luôn á, chúng dọc hai lần luôn á. Lần thứ ba là kêu nó đựng chút. Chớp 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 chớp. Sáng giờ nó không ăn gì nó chạy yếu quá rồi. Trời ơi. Hơi nhở. Còn ai dưới đây vậy? Chop chop chop.
bình thường thôi, làm gì? Come on, go back, go back! Anh thử anh đi cho mày.